Các bạn không nhìn nhầm đâu thì đây là cái body mà mình vừa mới phối lại ấy. Nói chung là hôm nay có rất là nhiều đồ để mà mọi người lấy miễn phí luôn. Bạn muốn mua robot giá rẻ và uy tín thì có thể đến với shop robotviet.com. Ở đây có những trải nghiệm tuyệt vời mà các bạn cần phải thử, cũng như là cày thuê. Và các bạn hãy click vào robotviet.com nhé. Nói chung là một đống đồ luôn. Và cái link thì mình sẽ để ở phần mô tả video để mọi người có thể tiện lấy nha. Lần này thì có tóc nè, có váy nè, có cả quần sọt nữa. Và có giày luôn. Mà giày thì các bạn phải dùng robot để mua nha. Nó chỉ cho mấy cái, vài cái miễn phí thôi. Và ở trên video thì Mai chỉ lấy tượng trưng cho mọi người xem là hai cái tóc trước đi. Còn những vật phẩm còn lại các bạn cứ click vào link và lấy nha. Chứ mình nếu mà lấy click từng cái nó hơi bị lâu á. Mấy lần trước khi mà mình lấy áo quần á thì mình luôn là dùng body vuông để mà thử đồ, thì bây giờ mình sẽ chọn cái body mà rồi thôi đi. Để cho thử một cách trọn vẹn nhất, tại vì cái body vuông nó quá trời thô rồi. Đấy, mình sẽ dùng cái body này nha. Ôi mà công nhận nó fit lại cái mặt, nhìn nó baby vãi. Mình sẽ thử cái áo trắng này đầu tiên. Đấy, trời ơi, chỉnh vô cái body này cái là đúng hợp tông hợp gu liền luôn, nhìn nó rất là ok. Chứ mà thử cái body vuông của mình là nó lệch liền. Còn đây là áo len. Thì áo len đợt này nó có 3 cái màu miễn phí. Đầu tiên là cái màu như là màu hột gà, rồi tới màu bạc, rồi tới màu đen. Ồ, sẵn tiện mình thử cái áo Remy hôm bữa mình làm event nè. Đấy, được liền. Còn mặc vô cái body vuông, trời ơi, nó rất là kỳ cục. You take my love for granted. Just stuff you never meet, yeah. I think I need a minute to figure out my limits. You cross them more than once, yeah. Thì mình vừa mới thử cái váy trắng rồi, nhưng mà nó có một cái gọi là mấy cái giày á, nó không có miễn phí, có bán bằng robot nè. Thì mình thử cho mọi người xem nó như này, có bán giày luôn á. Thì thêm mấy cái tóc hồi nãy nữa nha. Đây, khá đẹp trai. Bạn nào mà muốn trọn vẹn cái bộ đồ cũng như là tóc này kia thì hãy chọn cái body rồi thôi như mình nè, nó dễ phối hơn. Còn cái body vuông với lại cái body gì quên rồi, R5 hay R16 gì á, là nó toan liền, nhìn nó kỳ lắm. Có cái này là nó phù hợp thôi. Và mình mới thử cái emo này thì nhìn nó rất là ngộ ngộ. Nói chung là có rất là nhiều body rồi thôi, đợt trước miễn phí á, các bạn cứ thử hết đi, biết đâu là sẽ có cái phù hợp với các bạn. Thì mình thấy cái con này là xinh nhất nên mình chọn con này á. Rồi bạn nào mà có rảnh á, ghé vô cái trang cá nhân vlog của mình mà xem. Trời ơi, nhìn nó khác bọt liền. Nó không còn là may của ngày xưa nữa, mà bây giờ là may của thời đại 2022. Nhìn nó rất là Rất là vlog mới luôn.